Xe đẹp quá. Đây, hôm nay hai anh em đi chơi, đi nướng đồ ăn các bạn ạ, ở trên trên rừng. Thì đang ở nhà một cô em trưởng bản ở đây. Thì hai anh em mấy anh em đang ở trong nhà chơi. Thì sẽ chuẩn bị đi lên trên rừng ở trên bên này. Đây, có con chó. Chúng nó đang Thằng bắn kia nhau chết, thằng kia chết. Đi vào đây. Đây, đây, đây. Thằng nó tự dùng công di chó chuyển như đấy. chó nhà ấy À. nhỉ. Rất nhiều. Để ý. Đây cũng quả gì đây ta? Chỉ bắn nguyên khu vực này. Ở trên này nóng nhưng mà mát. Gió thổi mát. Ui. Cái chân của ghế mây, mây tươi lấy về thì quặn tròn vào một khúc gỗ này, nhìn cực kỳ hay. Hai cỡ này, cỡ nhỏ và cỡ to. Hai anh chị đang đan ghế mây. Em quay tí nhé. Quay chi tiết ở dưới. Cái nào đó. Áo này nó mà đan đẹp thì 2 lít. Đây này. Cỡ nó sao nào. Bắt đầu đi vào trong rừng rồi đây các bạn. Thì người dân họ có cái đường ống nước rất to này. Đấy. Mình ở trong rừng rồi các bạn này. Mấy anh em đang đi trước ở trong kia rồi. Bây giờ mình sẽ đi dần dần vào. Thì đây đường là một cái con suối ấy các bạn. Con suối có rất nhiều đá. Đấy. Đây đang là mùa khô. Đến tầm 1-2 tháng nữa thì suối sẽ chảy nhiều. Khăn đầu bếp trưởng thôi khăn nhỉ? Chị... À, được cái nhờ. Nhà cái tiếng cạo cạo này rất là ghê. Cá nó ăn giòn lắm các bạn yêu ạ. Chú phải dùng con kia chứ con này quả em thoa quả nói. Thôi. Mát ác. Gọi biết mà biết biết đường mà nhưng mà có gọi sợ, con đem điện thoại không? Sợ không biết đem mình ở đây thôi. Vào đây vào khe này không có dịch vụ. Thoát được đều mà. Cho là chanh ở bên trong ấy. Dạ. Tí nướng đằng chanh thơm. Là cay đó. Bên này nhỉ? Đấy, cho như thần như thế. Từ từ. Mà cái chân của nó thì từ em bẻ ra đó, từ từ anh nhấc lên. Con dao bé tí này mà ấy cái này anh cũng sót đấy, nhưng mà phải thử nó. Sót à? Sót đâu, gì cái này sát lắm. Cá kia thì kẹp thôi nhỉ. Lúc có máy quay vào không nói được đâu mà. Cẩn thận nhá. Sắc. Đúng rồi, sắc đấy. Ở bên này đi. À được. Quên mang màn theo. Sợ hết giang. Nhưng vấn đề này là giang nó cũng mềm. Nướng kiểu cháy ngoài trong không chín nên được ăn luôn chứ. Đây nó mình nhanh. Chè này già quá bạn ạ. Ừ. Già này già quá. Mày. Đấy. Đứt nó đi. Quấn đi, quấn đi. Đứt nó đi. À đấy, bạn lấy cái kia cắt cơn trước đi. Quả tim ấy. Cắt cơn đi. Ngăn hết lòng. Đây, tí là được. Để tim yêu em. Rồi. Thịt xiên, lá chanh, mắc khén, ớt. Muối mì. Muối mì.
cái bụng đánh trống rồi đấy. Chắc chắc là cho vợ ấy là nhau. Tôi nhiều luôn. Đây là con gà Dubai do anh vết trưởng anh Khăn Sumo. Khăn Sumo anh thể hiện. Gà từ Dubai à? Gà Dubai. Đấy, gà Dubai rồi, có cánh đen đen này. Sa mạc à? Cái cánh hơi cháy một tí thôi nhưng mà phần thân thì cực kỳ siêu phẩm. Hôm nay là một ngày đẹp trời để anh em có cái ngày đi ra ngoại. Ấy, có rau ấy luôn anh. Tại... Ui. Đây như kiểu là bóc hộp ấy nhỉ, đập hộp ấy nhỉ. Đập hộp iPhone đấy. Ồ. Nào nào, xoay 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 bên kia xem nào, xem bên kia. Ôi. Ôi. Đặt xuống dưới đi, đặt xuống dưới đi em, đặt xuống dưới đi. Thử đánh tốt này. Tuột à? Tuột à? Tuột đi, tuột, tuột đi. Nóng đúng không? Tay nhá, lấy tay tuột nhá. Ui dù. Chín rồi chứ. Chín mà, nhìn trắng hết rồi đây, chín rồi. Món này sẽ là món cay nhất. Ừ. Thèm rồi đấy nhờ. Bỏ rau ra đi, bỏ rau ra đi. Đây. Được việc đấy, thằng em tìm được thảo thảo quả. Còn nhiều, thảo quả nhỉ. Tuyệt vời luôn nhờ. Thảo quả. Phải tuyệt vời chứ. Thơm thế, u. Nào, 1, 2, 3. Ui ôi. Thế là đổ vào mồm. Đổ vào. Anh em cạch đi. Đây, đây. Đô nào. Từ từ, để em thử. Rồi, rồi, rồi. Dương ấy đi, biết nói chuyện thì nói đi. Ừ. Anh em ơi. Anh em ơi. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi nào. 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Hết nha. Mấy anh em đi chơi bây giờ về đến quảng trường thành phố Lai Châu. Hai anh em ngồi uống nước xong là sẽ chuẩn bị về. Kết thúc ngày hôm nay rất là vui.